Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và Đài truyền hình Việt Face TV. Kính thưa quý vị, hiện bây giờ thì Ngọc Hân đang có mặt tại Fairmont Hotel tại thành phố San Jose, tiểu bang Cali, cùng với ekip của Đài truyền hình Việt Face TV. Ngày hôm nay tại đây có một buổi họp báo với giới truyền thông được tổ chức bởi tỷ phú Kiều Hoàng để công bố việc ủng hộ và quyên góp cho hai dự luật là dự luật T và dự luật V. Dự luật T là để nâng cấp và sửa chữa những cơ sở an toàn công cộng và hệ thống ứng phó khẩn cấp để ngăn ngừa và đối phó với những thảm họa thiên nhiên. Và dự luật V nhằm cung cấp nhà ở giá cả phải chăng cho những người có thu nhập thấp và vô gia cư. Và trước mắt thì tỷ phú Hoàng Kiều đã ủng hộ 200.000 Mỹ Kim cho campaign của thị trưởng Sam Liccardo nhằm vận động cho việc thông qua hai dự luật nói trên. Và bên cạnh đó thì ông Hoàng Kiều cũng muốn gửi đến cơ quan báo chí truyền thông những tin tức cập nhật về những vụ kiện liên quan đến tin tức báo chí thất thiệt, xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ tên tuổi của ông. Ông cũng kêu gọi giới truyền thông hãy đưa ra những tin tức thật sự và những tin tức chính thống, cũng như là cổ vũ truyền thông trung thực, đoàn kết lẫn nhau để phát triển nhân trí và xã hội. Và bây giờ, Ngọc Hân xin mời tất cả quý vị cùng theo chân Ngọc Hân vào bên trong hội trường để cùng gặp gỡ tỷ phú Hoàng Kiều cũng như là giới truyền thông đến từ khắp các tiểu bang xa như là Texas và đến từ Nam và Bắc Cali. Xin mời tất cả quý vị cùng theo chân của Đài truyền hình Vietface TV. So in so many ways, we are certainly grateful, and I know that I have absolutely no idea what Mr. Kiwan is going to say when he gets to the microphone. Nonetheless, I want to say a giant thank you and welcome Mr. Kiwan here to San Jose. Thank you. First, Mayor Sam Liccardo, first slide, please. I do not have a 5 million anymore. If the next flood coming, you know why? Because all this article, BBC article, Vietnam article, selling blood, I import the blood from China, sell blood to the article, I open the stomach to get the organ to import in the United States. That's why I dropped from 3.8 to 1.6 million. However, I'm very proud. Still, I have 63 billionaire among 2,000 in the world. You should be proud. Yes. Yes, please. Thank you. And my title from now on will be Reluctant Lawyer Without a Border. Why without a border? Because I can practice law in 50 states of America, and also 4 territories, except 2 areas that we use to test them, bomb things like that, because there are no inhabitants. So I have to use the jungle law. Okay? So, change my title, Reluctant Lawyer Without Borders, the only one billionaire pro se in the world. So, Your Honor, you cannot challenge and you cannot decide what fee I'm going to charge. Very difficult. Okay, thank you. Your Honor, you are laughing. Okay? Now, I begin to next one. I'm very happy to tell you, I just briefly, some of you pre-interview me, I told you the purpose already. And Mayor Sam Liccardo, and I told you why San Jose. Why San Jose? We say that down Little Saigon, you have a very little city. San Jose is an international city. That everybody should know San Jose. And everyone should know, if they know San Jose, they know, should know San Diego, Mayor San Diego. And beside him, don't tell me, I come here today to campaign for his, they touch him.
Cái bài đầu tiên á, cái bài Lisa, bà làm với mấy người này, mấy cái công việc, mấy cái 4.000 luật sư khác. Bà này á, sau khi mà tôi nói cho biết, tôi nói quan tòa biết sao? Tôi nói quan tòa ơi, đừng có nghe những cái lời của bà này, là bởi vì nó coi như là cái hình thức, những cái gì mà mấy người này nói không có lý do gì hết, thầy tử đừng có tin. Tôi nói là ông Shafi đó, quan tòa. Sau khi, tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy, bà thay đổi cái sở. Đó là một cái triệu chứng rồi, phải không? Tự nhiên đi làm cái sở này, cái công ty này đi làm cái công ty khác, rồi gặp thêm hai cái bà ở dưới. Để đưa ra hai bà ở dưới. Thấy tiền tôi chưa? Tôi có phải việc cộng không? Đứa nào nói tôi việc cộng thì bây giờ đưa tay lên giùm cho tôi cái. Ê, ai nói tôi việc cộng không? Phải không? Thấy chưa? Hoàng chiều qua nhìn chưa? Thấy chưa? Coi cái chết nhẹ tựa lắm không? Đeo lựu đạn cùng mình. Đeo em mà 79 nghe em mà 79 là ghê lắm đó. Nó nói, trời xin có tòa ơi. Thằng này nó đem lựu đạn vô trong tòa. Thôi tôi bỏ tôi chạy. Giờ chưa tôi bỏ tôi chạy. Rồi, hai cái cô dưới này đây. Con tòa ơi, ổng chẳng những mang lựu đạn mà ổng mang cái em mà 79 là cái vũ khí mà giết chắc nghĩa là ghê tởm nhất. Rồi, đi qua. Quý vị thấy chưa? Tôi chỉ nói thôi. Nó bởi vì là cái luật lệ, cái hệ thống của tòa nơi đây phải trên 25.000, trên 55.000 này phải khai cái này cái kia cái đó. Tôi nói tôi không khai cái gì hết. Khai chi rồi nó bắt cái cây management, tức như là phải tí ngày nào ra tòa nó rồi. Tôi đâu có luật sư của cây management, cứ thưa mẹ đấy, cứ qua đi cứ lại ngày nào đi ra tòa thì đi ra tòa thôi, cần gì mà phải biết cái ngày nào đi ra tòa, ngày nào ông phải làm gì ông làm cái không. Không có với Hoàng Kiều, bởi vì cái luật sư, cái tiền của luật sư của Hoàng Kiều cao giá lắm, đắt giá lắm, hiểu chưa? Đó là những cái tôi chỉ có các bạn, tôi chỉ bắt một vài cái thôi. Trong cái gọi là cái declaration của nó, hiểu chưa? For declaration, là mình chơi những cái tức rồi. Thế quan eo gì? Ok. Rồi, bây giờ tôi trở lại đây. Thấy chưa? Thấy ngoan cố chưa? Có ngon không? Bởi vì ông chủ người Việt, và tôi chỉ cho các bạn cái cách mà thưa mình gọi là cái character, tức như là cái thể hiện của con người của mình, cái người của mình thưa. Cái ông này, ông là dược sĩ, phải không? Ông bán medical, medical, ông biêu tùm lum tà bà, hiểu chưa? Rồi ông đi bằng cấp bị lấy lại, rồi cái gì, hai cái thạc bác sĩ bị tịch thu. Hú kê, đó là cái tính chất hú kê, phải chưa? Hú kê bởi vì ông mới làm cái chuyện này. Hú kê bởi vì ông mới có cái tờ báo ngày hôm nay cái người Việt vẫn để cái chưa rút. Đấy. Tôi nhờ con tài rút rồi, mà bây giờ luật sư đóng dám rút là bởi vì rút là lộ rồi là bởi vì lộ lỗi rồi, luật sư đóng dám rút, phải chưa? Tôi tả chân đó, hiểu chưa? Đó là cái gì? Càng vô sâu thì càng gây thêm nhiều sự chú ý của dư luận, xây lên nhiều cái chuyện của người ta, hiểu chưa? Rồi tờ người Việt chơi không? Tờ người Việt chơi tới 3 × 7 là 21. Nghĩa là sao? Quý vị trả lời tôi nghĩa là sao? Cái cuộc tình của tụi tôi kéo dài chứ cũng 2 tháng cho 60 ngày, tại sao không? Nghe chưa? 21 lần đi. Ông này ghê lắm nha. 21 lần một đêm, một ngày đó. Hiểu chưa? 21 lần một ngày. Đó, tôi nói những cái đó cho quý vị thấy. Đó là những cái. Tôi hỏi đây. Tôi hỏi thưa ông Quân Toàn. Tôi có cái tội tình gì không? Ở Mỹ tôi có cái tội tình gì không? Mà ông Thái Vy Lan, ông đưa ra làm 10 mấy triệu cái gì để xử án tôi có tội gì không? Tôi 70, tôi mấy tuổi, tôi yêu một người con gái, nội cái tội yêu con gái đẹp
Đó là mệt rồi. Đã mệt rồi. Phải chưa? Đã mệt rồi, hiểu chưa? Đã mệt rồi. Mà muốn gì yêu cái người con gái đẹp mà trẻ 18 tuổi, theo luật lệ của Mỹ đây 18 tuổi là phải bị tru di tam tập, hiểu chưa? Tru di tam tập cười đấy, cười cười to lên thì cứ cười tru di tam tập, phải chưa? Vì cái tam tập đó, tôi nói cho quý vị biết, tôi xin hỏi ông Văn Toàn, tôi có tội gì đâu? Ở Mỹ tôi có tội gì đâu? Để tôi 18 tôi hỏi quý vị, ông Văn Toàn nào xử là ông có tội không? Phải chưa? Phải chưa? Mà tại sao Thái Mỹ Lan lại đem tôi ra trên chữ trên toàn 11 điều. Rồi, next year. Xin cảm ơn những phát ngôn chính thức của từ văn phòng Hoàng Kiều ngày hôm nay để cho chúng tôi biết về những cái tình hình mà ông đã đang trải qua trong vụ kiện với những hãng truyền thông đã có những cái tình thông chính xác về ông, và chúng tôi sẽ chờ đợi những cái thông tin sau cái ngày mà ông vừa mới đưa phát ngôn là ngày 5/8/12 sắp tới đây, với những cái thông tin liên quan đến vụ kiện đó. Là một câu hỏi gì ấy thì hỏi không có liên quan về cái vụ kiện của ông, và chúng tôi nhận được cái thư họp báo do văn phòng con gửi ra và nói từ ngày hôm nay thì qua màn ảnh của đài Viettv thì ấy hiện cũng muốn đại diện tất cả các đồng chí khắp nơi, và đặc biệt là tại thành phố Houston trở bang Texas, vì chúng tôi khá là quan tâm về building dành cho gìn giữ văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì chúng tôi xin mời ông chia sẻ một tí xíu. Bởi vì nếu có một cái hãng thông tấn nào đó nói ông Hoàng Kiều đem 50 triệu lên giọng giúp cho ông này cho đảng Dân Chủ, thì các quý vị nghĩ sao? Thành chúng tôi cẩn thận và phải đó. Còn cái việc Hoàng Kiều làm thì Hoàng Kiều sẽ làm, cái chỗ nào cũng vậy, Hoàng Kiều làm. Và tôi trong bảo đảm, tôi nói trước cái này cho quý vị nghe luôn, Hoàng Kiều chơi ngon, sao cái gì này để cho đâu vô đó, xin Tổng thống Trump thôi cho tôi 3 triệu người tiến về biên giới để bảo vệ biên giới của chúng ta, được không? Chỉ cho người Việt Nam thôi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng tôi tới đây, trời ơi, các quý vị chưa biết mà, cho mãi tới ngày 14 để tôi nói cho tôi nghe, rồi sau này tôi tiết lộ những cái tin đồng đời. Bảo phóng pho vẫn chưa được Quốc hội chấp thuận để cho tụi mình tới đây tâm ý. Trong lúc đó ông Mark Rowan đuổi tụi bay về đi, bây giờ có cái gì không, nhưng mà mình đừng nói, đừng báo giờ đó là tiếng gì đó. Thành thử tôi yêu cầu quý vị đó, sở dĩ tham tôi nói như vậy, tôi nói Tổng thống Trump xây cái tường chỉ cho nó mệt vậy, mà bây giờ nó chấp thuận nó chỉ cho ông 1.6 tỷ thôi, mà phải tranh đấu để làm cái chuyện đó, phải chưa? Để cho Hoàng Kiều này chơi ngon à, chơi ngon à. Nè, tôi chửi thâu một ngày 10.000 thôi, 3.000 người Việt Nam là tụi ta có đủ 30 tỷ để chơi, phải không? Phải không? Người nào có cười đi, mà không có thì tôi được nghìn, tôi trả cho nghìn, hiểu chưa? 100.000, được không? Rồi dọn về biên giới, rồi mình cho 2 cái service thôi, cái nail của mình thôi, với là cái phở thôi là ngon rồi. Đồng ý không? Cười. Đó là chưa kể những cái đồ của Hoàng Kiều nghe. Made in America. Thấy chưa? Rồi. Trang Quốc hội, trang Blue Việt Nam. Như vậy thì cho tới nay ông có thể cho biết rằng là trong danh sách này người nào hoặc là tổ chức nào hoặc là cơ quan nào đã dàn xếp xong với ông, và người nào, tổ chức nào, cơ quan nào vẫn còn tiếp tục bị là bị cáo của ông, thưa ông? Cảm ơn ông. Không có ông nào ra mặt hết. Để thấy chúng mình tụi ông BBC tôi nói cho nghe. Nè, tôi nói cái chuyện sau cùng. Tôi nói thứ 6 này tôi mới ra gặp ông Tổng Toàn. Cái vụ sau cùng là một trời ơi. Nè, rồi, năm. Thấy chưa? Thấy cái tin nhanh chưa? Tin nhanh chưa? Thấy chưa? Tôi á, không phải luật sư, thành thử tôi tả xứng hữu đồ. Chỗ nào con tòa cho tôi subpoena để lấy bằng chứng là tôi chơi liền. Hiểu chưa?
tôi chơi liền xong nhau. Cái ông mà đưa cho tôi ông nói này, ông đừng có gì đó, ông không phải luật sư, thành thử ông biết luật. Khi ông quan tòa đã trao cái subpoena rồi đó, thì ông cứ gửi tới. Đấy chưa? Ông gửi tới. Thì tôi gửi tới, quý vị biết sao? Nghe nó ngon nghe, nghe nó ngon, tôi đọc tiếng Anh này, tôi dịch cho chồng. No record. Đấy, thế này là tôi paypal đây, hiểu chưa? Tin nhanh là gồm có một cái tổ chức trời ơi ở Việt Nam, biết bao nhiêu. Sau khi tôi đưa tin nhanh lên gọi đây đi, nó gửi cho thư ông đây. Tôi nói mày mà không trả lời cho tao, tôi về ra tòa. Hiểu chưa? Nó là 14 cái trả lời, nó trả lời tất cả bằng chứng, tiền bạc bao nhiêu, nhận bao nhiêu, nhận bao nhiêu, nhận bao nhiêu, ngày nào trả. Nó ai trả biết không? Paypal. Thế, tới khi tôi subpoena paypal, nó nói ngon, nó ngàn xương. Nó ngàn xương. Nó nói trời ơi, ông ơi, tôi không biết cái người này là ai hết. Hiểu chưa? Tôi không biết cái người nào trả tiền cho cái này. Hả? Và tôi muốn biết ông không biết cái người này trả tiền cho ông, cái người này trả tiền cho cái người này là cái shop series number, cái sổ này, chỗ kia bao nhiêu, đây đó này. Hiểu chưa? Biết người nào không? Không biết. Nếu tôi biết thì thôi, tôi cần gì mẹ đó. Tôi thưa cha đó, cái người trả tiền. À, nó biết. Rồi nó biết ngang ngược không? Nghĩ là tôi nghe này. No record were prepared by PayPal. Think personnel in the audit course of that their duty and no information were found in our system for the request information. Không có cái gì hết. Tôi chẳng có hồ sơ do PayPal, cũng chẳng có cái gì trong cái nhiệm vụ của chúng tôi, chẳng có cái, không có một cái tin tức nào hết được tìm thấy trong cái hệ thống của chúng tôi, cũng giống như BBC. Hey. Không gì hết. Tôi không thêm, tôi không có bớt, tôi không có delete, tôi không add này kia này nọ, nhưng mà tôi vô cái đó cho các bạn coi. Đây rõ ràng. Thứ sáu này tôi ra tòa đây, tôi bắt cái này ra tòa, tôi nói thôi. Bây giờ ông quan tòa làm gì đây? Tôi sắp bị ra như vậy, bây giờ nó trả lời tôi như vậy đấy. Tôi theo ông quan tòa tôi làm như vậy, bây giờ tôi làm sao? Phải chưa? Quý vị rõ chưa? Thấy chưa? Thành tôi chỉ cho chắc, chắc là làm, đừng có sợ. Theo tôi sẽ có tiền, có đức cháu, hiểu chưa? Theo tôi, đã chưa? Rồi cái vụ này tôi dẫn tới. Nè, tôi hỏi các bạn nè, ông nghe, ông viết vô nghe, các bạn nhớ để viết ra nghe. Nè, cái này có phải là cái kiểu mafia không? Phải không? Có phải money laundering ở đây không? Phải không? Trong lúc đó nó nói tôi, hey, làm tiền một cách bất hợp pháp, bất kể luật lệ. Trong cái ông Trần Nhật Phong viết trong BBC, bất kể luật lệ, còn hơn là El Chapo nữa. Có được không? Mơ ước. Được không? Rồi tôi để quý vị coi. Sau khi tôi, thứ sáu này tôi sẽ thông báo tiếp. Rồi tôi đi hỏi ông quan tòa sẽ làm cái gì? Theo luật sư của tôi đó ông ơi. À, thế nào ông quan tòa cũng bắt mấy thằng này đi tù. Tôi nói cái con này, trời ơi nó chưa bằng tôi, con này nó viết như vậy, thằng nào đi tù. Chia ra hai thành phần, một thành phần bất nội, dược. You can get to BBC now. BBC, you can use the English. Can you? No. Okay, do you have English or no? I want the English so they understand later. Come to the now, rồi tôi nói cho quý vị nghe. Nghe không? Cứ chụp hình đi. Rồi, tôi để tôi trả lời. Tới cái ông Dominic. Đó. Xong rồi. Tới một dòng cạc xong. Rồi tới cái ông tôi tìm ra là ở Việt Nam. Còn ông Thái Vi Lan á, ông tốt khổ tôi, ông chết rồi vì bệnh ung thư thì thôi ung thư nữa. Rồi nói về cái vấn đề những người ngoại quốc kinh hoàng bởi vì Trần Nhật Phong là ở tại học trung học ở tại, các quý vị có biết không, ở tại bên India học trung học thì đi bên nhà thì tất nhiên phải biết thằng Mohammed Farhan cũng như thằng Saddam Hussein. Mohammed Farhan làm sao thằng Mohammed Farhan ở tại Pakistan có cái tin tức của Trần Nhật Phong để đăng trước 18 tiếng đồng hồ. Làm sao cái tên mà Saddam Hussein ở tại Bangladesh có cái tin trước đăng 17 tiếng đồng hồ. Làm sao mà có cái tên của dân làm báo ở Việt Nam 16 tiếng đồng hồ trước để đăng? Because the CIA people they work for you. Hả?
You don't work for CIA, CIA works for you. Oh, yeah. CIA don't work for me also. Okay, let me tell you, Very funny. I ask quý vị, Thứ trưởng, thằng Trần Nhật Phong là thằng nào? Thằng nào? Tôi nói bây giờ thì thật xin lỗi, tôi bực lắm. Tôi nói thằng nào? Khi mà tôi đã đeo lựu đạn, tôi đã chiến đấu, tôi đã bắt đầu đi làm việc, thì nó chỉ mới 5 tuổi, mà làm sao nó biết CIA là cái gì? Nó làm sao nó biết cái nền văn hóa của thời đệ nhất, thời đệ nhị Cộng Hòa là cái gì? Bạn đó là ai? Bạn đó là ai? Mà nó nghe cái tên đó là gì chưa? Để tôi nói cho nghe. Thằng em tôi chắc trong số này quý vị cũng biết thằng Hoàng Vũ Ly. Chắc quý vị biết bài gì? Quý vị sẽ biết. Có biết phải không? Do Hoàng Vũ Ly. Nó làm khổ tôi ghê lắm. Rồi để tôi nói, mình phải điêu cái gọi là cái character của thằng Nhật Phong. Hiểu chưa? Tôi nói cho quý vị nghe. Trở về đây đó. Bây giờ Trần Nhật Phong nói sao biết không? Để tôi finish cái bài này để tôi nói đây. Trần Nhật Phong nói là muốn đưa cái thằng này lên trên cái chuyện gì đó, con của Đàm Phong lên trên cái BBC để cho nó được nổi tiếng lên, để có một cái... Và Trần Nhật Phong nói, tôi làm việc cho BBC từ 2012 cho tới ngày hôm nay. Rõ ràng là nó nói đây mới rồi, mới đây. Hiểu chưa? Kính thưa quý vị, thì sau trước khi mình nói chuyện với Ngọc Hân thì ông Hoàng Kiều đã đứng nói chuyện liên tục trong vòng 3 tiếng. Cho nên thôi bây giờ mình để cho ông Hoàng Kiều được nghỉ ngơi. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần phóng sự đặc biệt tại khách sạn Fairmont với tỷ phú Hoàng Kiều. Ngọc Hân xin rất hân hạnh mời quý vị cùng trò chuyện với ông Hoàng Kiều. Ngọc Hân xin chào anh. Đừng nói ông Hoàng Kiều, luật sư không biên giới. Rồi chưa nhớ chưa? Và người luật sư tỷ phú pro se duy nhất trên toàn thế giới. Đã chưa? Rồi bây giờ cái câu hỏi gì? Luật sư này là không ai mướn nổi hết trơn đó quý vị rồi. Luật sư này chỉ tự bào chữa cho bản thân mình thôi, chứ không ai mà mướn nổi luật sư này để mà tranh cãi cho mình đấy. Câu đầu tiên mà em muốn hỏi là tại sao anh lại quyết định ủng hộ cho hai dự luật là dự luật T và dự luật V ạ? Cái dự luật T và dự luật V là có hai cái vấn đề ở tại San Jose. Và như nhiều người hỏi tại sao Hoàng Kiều nói San Jose nó hơn cái Orange County mình nhiều chứ phải không? Đồng ý chưa? Cái tên tuổi là một cái thành phố rất lớn đang phát triển, không phải phát triển mà Silicon Valley. Đây là cái đầu mối, cái đầu não của tất cả những cái kỹ thuật, tất cả những cái gì của toàn thế giới cần, phải chưa? Vì cái lý do đó. Và cái sự liên hệ với ông Sam Licardo thì rất lâu, cũng như anh nói này. Anh thấy đeo cùng mình chưa? Này, cho nó chiếu đi. Thấy chưa? Thấy. Rồi có Republican không? Cho nó đọc, cho nó chiếu lên cho nó rõ ràng. Thấy chưa? Xíu mình sẽ lấy close up nha. Rồi, close up sao? Thế, đảng Cộng Hòa đây nghe. Không phải là đảng Dân Chủ đâu nghe chưa? Nhưng mà lên với cái ông đảng Dân Chủ này là bởi vì ông sao? Cái người ông hiểu biết, cái người ông lo cho dân. Mà nhất là ở San Jose này, mình nói với quận Cam, mình nói tiếng Trung nhé. Westminster được bao nhiêu, cứ nói đi. Có đường 100,000 người không? San Jose ở đây nó có 130,000 người. Phải chưa? Rồi. Thế thì lý do tại sao giúp hai cái đó. Thứ nhất là bởi vì cái lũ lụt vừa rồi tốn 5 triệu. Ông nói ông thôi, mai mốt mình không cho thì tất nhiên là nó tốn nhiều tiền. Mà bây giờ Hoàng Kiều đâu còn nhiều tiền. Từ 3.8 tỷ mà trục xuống còn 1.6 tỷ thì còn bà đâu tiền đâu mà còn mà cho. Phải chưa? Thành thử thôi bây giờ thôi, xin kêu gọi quý vị đi, nhất là Việt Nam mình chơi ngon đi. Chơi ngon phải không? 120,000 người, người 10,000 thôi là chúng tôi có được 1 tỷ. Phải không, dân San Jose? Phải không? Mà cũng như người của tại chỉ 10,000 thôi là đủ 1 tỷ phải không? Mà nếu mà mình nói độ 1 triệu người Việt Nam thôi, người chỉ đóng giúp cho Hoàng Kiều 1,000. Phải chưa? Là Hoàng Kiều có tiền rồi phải không? Cho nó ra cái điều này, em đồng ý không? Và tại sao như vậy? Bởi vì như thấy cái người mà gọi là cái người homeless ở đây đó, nó chỉ vô gia cư là nó không nhà không cửa, mà có nhà có cửa cũng như khổ lắm. Như kỳ rồi mình làm 500+ cái nhà đó, em biết rất khổ khăn, không có nhà để thuê cho họ, để giúp cho họ. Thì chính anh làm việc với công ty Catholic đó, vì cái lý do đó thầy tử ông Sam Licardo mới nói nè, vì cái lý do đó thành thử bây giờ ông muốn hành giúp, làm giúp chứ ông muốn tiền, anh muốn kêu gọi thôi. Và anh rất cảm ơn em vì muốn
như Ngọc Căng em nói về cái Facebook. Em hiểu chưa? Nói về cái Facebook này kia thì nó nói cho họ biết. Đây đây giờ ông Hoàng Kiều chơi ngon đó. Cứ đưa ông Hoàng tiền 100, 1,000 thôi. Sang năm ông Hoàng Kiều trả lại 500. Ngon không? Ngon không? Lời được 50% ngay trong 1 năm. Và năm sau nữa là 1,000, 100%.